Rồi, bây giờ xin chào mọi người, chúng ta lại thêm một cái video mới là cách là chúng ta sẽ chèn cái sơ đồ tổ chức ở trong Word hay là trong PowerPoint hay là trong Excel. Thì đầu tiên chúng ta có một cái file Word mới, ví dụ như là lấy mình sử dụng file Word của cái bài trước. Thì chúng ta muốn chèn một cái sơ đồ tổ chức thì chúng ta muốn chèn thì chúng ta lưu ý như vậy, chúng ta sẽ vào trong mục là Insert, chúng ta sẽ chọn Spark này. Thì ở trong đây chúng ta có rất là nhiều cái sơ đồ, sơ đồ về quy trình, sơ đồ về trình bày phân cấp hay là vòng chẳng hạn, rất là nhiều quy trình khác, sơ đồ khác nhau ha, sơ đồ về ví dụ như là hình tháp chẳng hạn. Thì ở đây mình muốn hướng dẫn mọi người cách chèn một cái sơ đồ, ví dụ như sơ đồ về phân cấp. Như như ở đây chúng ta có một cái phần này, chúng ta bấm OK. Đó. Thì ở đây để cho dễ dàng hơn, chúng ta có thể nhập, ví dụ như là chúng ta có thể nhập như là ban giám đốc, ví dụ như vậy, như giả sử như như là phòng kế toán, rồi tiếp ví dụ như là phòng bán hàng. Enter xuống một cái, ví dụ như đây là phòng bán hàng. Rồi, phòng IT ví dụ như vậy. Công nghệ thông tin chẳng hạn. Đó, vân vân. Nếu mà chúng ta muốn có trong phòng công nghệ thông tin này, chúng ta có thể muốn có thêm một cái phần thành phần con thì chúng ta có thể bấm vào cái chỗ này. Đó, ví dụ như là phần mềm mạng. Đó. Nếu chúng ta muốn thêm một phần con nữa, chúng ta lại nhấn vô cái dấu này. Đó. Và nhập vào. Cứ Enter là một thành phần. Rồi, giả sử ở bên phòng kế toán này chúng ta sẽ có ví dụ như là chia làm hai cái con nữa, thì ta lại bấm chúng ta lại Enter này xuống. Chúng ta nhập vô, vậy là muốn cái này là con của cái trên, ta lại bấm vô đây. Đó, Enter. Đó, đó là cái cách mà chúng ta chèn sơ đồ tổ chức. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi màu sắc thì chúng ta bấm vào đây. Đó. Nếu mà chúng ta muốn biến đổi cái này thành một cái sơ đồ dạng khác, chúng ta lại bấm vào cái chỗ này. Đó, ví dụ như ta không thích kiểu đó, ta thích kiểu này hoặc là thích kiểu này chẳng hạn. Đó. Có rất là nhiều kiểu khác nhau. Đó, ví dụ như kiểu này. Đó. Thì đây là cái cách đơn giản nhất để chúng ta chèn sơ đồ tổ chức. Chúng ta có thể chọn nhiều cái mẫu khác nhau ở đây. Đó. Rồi, vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong một cái kỹ thuật cơ bản đơn giản là chèn sơ đồ tổ tổ chức bằng cách là chúng ta sẽ vào Insert, chọn Smart này ở đây. Rồi, mình xin kết thúc cái video này ở đây.